Ok. Ok. Hi, Pat. Okay. Welcome back. So we'll continue our lesson. So, well, you will start first. Okay. First question. Do you think that helping someone is important? No, I don't think, but I think it's not important because you can because you you if you don't have enough time to do all your work, you don't need to have anybody because if you have and your work don't finish. Em nói rất dài mà cuối cùng cái ý của em nó chỉ đơn giản nói hẳn một câu đơn giản thôi, đúng không? No, I don't. No, I don't. You need to finish your stuff before helping the others. Ý của em chỉ là đơn giản như vậy thôi, đúng không? Đấy. Không có lòng hảo tâm. anh cứ thử đi, anh không làm xong rồi anh đi giúp mọi người đi rồi anh sẽ biết mùi. Em đã được trải qua. Ok, đấy no. Em không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái cách của em nói chung là mình phải nói làm sao cho nó gọn, nó gãy nghĩa tí. No. Mình vừa học từ stop xong ấy, stop xong thì cũng có nghĩa là kiểu là công việc của mình ấy. Em nghĩ stop là một cái gì đó nó dạng như mấy cái việc vớ vớ vẩn vẩn nó chứ không có phải là những công việc mang bằng tính chính như việc của mình không, thực ra văn nói người ta vẫn có thể dùng được. Em nói người ta vẫn hiểu rồi, không vấn đề gì. Group of objects đúng không? Hello. And it refers in a way things that postpone feature of something that something else is fail. Không, vẫn dùng được. Yên tâm. Okay, Mr. Zun, next question. How can we turn on electronic equipment? The first we need to find push button then put the button to turn on electronic equipment. Ô bài học kỹ thuật là trả lời chán thế. Cái từ này nhiều người đọc là e không đúng. Electronic. E. Electronic. Electric. Take it easy. Firstly, you need to supply power, right? Supply power for the electronic equipment. And after that, you need to push power button to turn it on. Then follow the manual
or instruction. À. Khi mà nói về đồ vật cái gì đấy thì mình thường có là manual hoặc là instruction, là những cái hướng dẫn. Nếu bí quá thì mình dùng cái này. Manual, instruction. Hai cái này nó hơi khác nhau một tí. Cái instruction nó giống như kiểu là hướng dẫn sử dụng. Nó chỉ manual là các bước cái. Các bước như thế nào. Có cái manual thì nó giống như kiểu nó là một tài liệu kỹ thuật hơn, thì nó giải thích chi tiết hơn ở cái bước này là tại sao phải làm như thế này như thế kia. Manual instruction thì giống như kiểu là hướng dẫn sử dụng. Power button. Nên là ví dụ ở trên thiết bị của mọi người sẽ nhìn thấy nó dán cái tem và trên đấy nó sẽ ghi là instruction chứ không phải manual. Và cái quyển mà hướng dẫn sử dụng ấy thì nó sẽ ghi là manual. How long have you been using a laptop or desktop? And have you good at it? I often use about one hour or no laptop a day because Hương này, Hương nói lại và nói to được không? I use a laptop because I use computer about eight hours. So I don't like this laptop because it makes my eyes tired. Từ từ đã. Hương hiểu câu hỏi này như thế nào nhỉ? Bạn sử dụng máy tính laptop bao lâu? Bạn đã sử dụng laptop hay là cái desktop ở đây kiểu giống như cái màn hình desktop computer của mình ấy. Máy tính để bàn của mình. Desktop computer. Desktop ở đây là desktop computer. Bạn đã sử dụng. Dạ. Tính đến thời điểm hiện tại ấy. Ở đây nó là thì quá hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tức là từ quá khứ, từ trong quá khứ đến thời điểm hiện tại và trong tương lai tiếp, đúng không? Vẫn tiếp tục cái hành động, vẫn tiếp tục. Chứ nó mình sẽ dịch là bạn đã sử dụng laptop hay là máy tính để bàn trong bao lâu rồi và bạn có giỏi sử dụng nó không? Yeah. Okay. I use a laptop about 8 or 9 years. I have a computer when I learned in 11th class. It's my brother computer. Hương chú ý nào. Thứ nhất nhá, cái câu hỏi nó đang dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đúng không? Thì mình phải trả lời cái thì của nó chứ, đúng không? Đấy là cách đơn giản nhất. Trả lời I have been using a laptop, đúng không? Ví dụ thời gian trong khoảng 8-9 năm một khoảng thời gian đúng không? Xem mình dưới từ for 8 or 9 years, I guess. Nếu mình không nhớ chính xác thì mình nói là for 8 or 9 years. Yes, ở đây là số nhiều luôn, mình có đuôi thêm đuôi s ở sau luôn. 8 or 9 years, I guess. Tôi đoán là vậy. Hoặc là ví dụ for about 8 years.
Xong đấy là xong hỏi trả lời xong ý đầu tiên rồi đúng không? Thì mình có thể bổ sung thêm ví dụ là xong trả lời luôn ý thứ hai luôn. Nếu mình đã nói là kiểu xong là ý Hương nói là cô sử dụng từ năm học lớp 11 đúng không? Cô sử dụng năm lớp 11 đúng không? Là cái máy tính là của anh trai tôi đúng không? Hello? Được. Đấy thì bây giờ mình trả lời lại đi, mình dùng đúng thì đúng không? I have been using laptop about for nine years. I have used from 11th class. Phía sau mình chỉ nói đơn giản ví dụ là I remember it was the laptop of my brother. Nói như thế cũng được. Nói đơn giản hơn đi. Caps. And are you good at it? Hỏi câu tiếp theo à? Yes, I think it would. No. Hương hiểu ý câu này là gì? Nó vẫn chạy tốt đi. No. Good at it ở đây tức là người ta refer đến cái việc là using laptop này. Yeah. Good at tức là giỏi về làm cái gì đấy, đúng không? Chứ không phải là nếu mà hỏi là cái laptop ấy có tốt hay không thì nó sẽ hỏi là is it good hoặc là is laptop good, đúng không? Đây nó hỏi là are you good at it. Chủ ngữ hỏi ở đây là you cơ mà, chứ không phải cái laptop đâu. Ok. Ok. Đấy đầu tiên mình phải hiểu câu hỏi đã, sau đó mình trả lời. Nếu mà không hiểu thì hỏi lại. Ok. I'm not good at it because I don't often use computer and I don't like use computer for it because it's type eyes. It's make tired eyes. Make my eyes tired. Oh. Okay. I don't like using hoặc là I don't like to use đúng không? Chứ không phải I don't like use. Okay. Hương chú ý nhá. Mình phải hiểu câu hỏi đã, sau mình trả lời. Nếu không hiểu thì đừng trả lời. Nên hỏi lại. Có phải ý như thế nào, ý như kia không? Ok. Phượng nào. Caps lock. Thôi bỏ qua câu này đi. What should we start? Bỏ qua câu này đi. Bỏ qua câu này đi. Tôi hỏi câu này các anh Duân nhá. So do you often help other people? Cười anh Duân. Yes, I do. When I study in primary, secondary school, high school, I use I
I have my plan to so homework then when I work in a company I often have co-worker to resolve work resolve some problem. Okay. Thứ nhất là ông này rất hay dùng thì quá khứ nhưng mà toàn chia từ sai. Rất thích là kể chuyện quá khứ nhưng mà toàn chia từ sai. Chia đúng không? Rồi nói là when I was student in secondary school, I often have my friends, đúng không? Và từ homework thì người ta không dùng là resolve, người ta dùng là không phải resolve mà là người ta dùng do homework thôi. Do resolve cái gì? Hoặc là người ta dùng complete. Được. Hoàn thành đúng không? Làm bài tập hoặc là hoàn thành bài tập ở nhà. Viết sau cũng được, ok. In my company đúng không? My company I usually have my coworkers to resolve problem. Hoặc là solve cũng được. Resolve tức là giải quyết vấn đề gì? Resolve. So problem. Okay. Giúp đỡ giống như thêm một lần thực hành. Không, em không hiểu ý anh nói tiếp là gì đâu, nhưng mà đấy là mình dùng cái từ nó như vậy đúng không? Còn không quốc thì nó dùng do và complete thôi. Cộng thêm với câu lời của anh có thể dài hơn. Ví dụ là nếu mình nói thế mình không nói được thêm gì nữa, mình có thể đưa ra một ví dụ đúng không? Bài trước thì áp dụng rất tốt phương pháp đưa ví dụ như bài này. For example, cái gì đấy. Ok, Phượng à. Are you good at using a computer? No, I'm not. I only use some simple function like work Excel and search Google search. I always have problem when I install some. Maybe some software. Okay, dùng thế được. Cái từ công cụ tìm kiếm thì mình có dùng từ search engine. Search engine. Đây này. Nên nó có cái từ là SEO ấy, cái nghề SEO tức là Search Engine Optimization, kiểu tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nên là dùng từ Search Engine. Và mình chỉ dùng đơn giản là I use Google to search information on the internet. Đưa thêm các từ khác vào. On the internet. Okay. Internet được viết hoa. Okay. Thì sao cái từ này nó đặc biệt đấy? Nó là thế rồi, mình theo thôi. Ai cũng chả hỏi tại sao. Biết hỏi ai rồi. Ok, Hương nào. Sao không biết hoa? Đây, câu này mới trả lời là mấy tiếng mới đúng này. How much time do you spend using it every day? Using computer
Everything. What's happening? Caps. Caps. I often spend using computer mobiles eight or nine hours a day. I work on the internet. I use computer so much. What else? It's not just for my eyes. I often feel some tired my eyes. So I often feel sleep. Yeah. Okay. Thứ nhất là dùng từ often quá nhiều. Yeah. Mình nên dùng ít thôi hoặc là mình chuyển sang các thứ khác, kiểu sometimes, đúng không? Usually, đấy. Regularly, đúng không? Frequently, đấy, mình dùng những từ khác đi, mình dùng một từ nhiều như thế. Thứ hai, cái câu trả lời của Hương ấy, câu đầu tiên và câu thứ hai nó hoàn toàn nghĩa giống nhau, đúng không? Câu đầu tiên ví dụ là I spend using computer 8 or 9 hours per day. Xong rồi câu sau là I use 8 hours per day to share information on the internet. Thì nó kiểu hơi xem giống nhau. Thì mình có thể biến nó đi. Ví dụ là câu đầu tiên mình trả lời vậy. Câu sau là ví dụ là My main job is to search information on the internet. That's the reason why I always use a computer at work. Thì mình có thể nói như kiểu như vậy. Thì nghe nó hợp lý hơn. Đó. Hiểu không? Okay. Tức là cái ý của mình đã nói là gì rồi, mình đừng nên đọc lại, nói lại. Đấy, thứ hai là cái từ spam này. Spam tức là dành ra bao nhiêu thời gian, đúng không? Bạn dành bao nhiêu thời gian để sử dụng máy tính không? Thì mình sẽ phải dùng cái chỗ này là I often spend 8 or 9 hours using everything. Thì mình sẽ phải spend là dành, để dành cái gì, đúng không? Đấy, sử dụng cái gì? Spend ở đây là dành hoặc là sử dụng cái gì. Thế thì bao nhiêu thời gian thì mình sẽ dùng để sau cái spend. Cái này dùng đây là spend hoặc là use, sử dụng. Okay. Hương à, Phượng à. I have a problem with my laptop. Every time I feel confusing, and I call all my friends help me. One time I bring my laptop to Hongwu computer store they tell me it's very important. It's a very important problem. I call my friend and my friend tell me that it's a normal problem, and he asked me bring my laptop to opens my laptop, puts his finger on the RAM, it's
my laptop will become boost. Ok, anh cũng chưa hiểu lắm câu chuyện của em, nhưng mà em đang kể một câu chuyện lấy ví dụ cho cái vấn đề, à cái câu trả lời của mình. Đấy là câu chuyện đấy đã diễn ra rồi đúng không? Rồi. Đúng không? Thì của mình sẽ là dùng là thì quá khứ. Nhớ. Các động từ của em là không chia, hoặc là không chia. Ok, chuyển thì quá khứ đúng không? Thứ hai là em vẫn mắc cái lỗi là em nói rất là ngập ngừng và các cái câu của em nó không tách ra, làm người nghe rất là khó để bắt được cái ý của em. Dạ. Nên là khi mà em hết một ý nào, hết một câu nào ấy, thì em nên ngắt nó ra thì nó sẽ bắt được ý tốt hơn. Ok, xong em nói cái từ gì là install đúng không? Install. Install. Cài đặt đúng không? Không anh. Store là cửa hàng. À store, ok. Store data đúng không? Store data in my laptop. Ok. Hương à? Câu hỏi là Hương. As you ấn Asiatic pepper. Đúng rồi. Hương hiểu câu hỏi không nhỉ? Chị Hương đứng nghe thôi, anh thấy cái gì đó. Đâu? Hương vẫn nghe ấy mà. Alo? Ờ, ok. Tôi trả lời câu này nhé. Are you an enthusiastic person? Helpful? No, I think I'm not. I don't often have someone's. I think I. I don't usually have someone for example từ từ đã. Hình như Hư chưa hiểu câu hỏi. Hình như Hư chưa hiểu câu hỏi. Hương hiểu cái từ enthusiastic này nó nghĩa là gì? Người nhiệt tình giúp đỡ người khác. Đúng rồi. Một người giúp đỡ một cách nhiệt tình hay không? Đấy. Tức là người ta đã giả sử bạn là một người cũng có được kiểu là một người giúp đỡ rồi đấy, nhưng mà giúp đỡ có nhiệt tình hay không ấy. No, I think I'm not. Ok, mình sẽ chuyển sang câu hỏi khác. Tôi giúp đỡ, hơi khó hiểu. Ok, so we move to the more difficult questions. Okay. You need to imagine. Imagine. A lot of things. No. Emotions. Okay, so the topic is emotions. Okay, then Mr. Zun, you go first. Okay. First question. If something is annoying you, what do you usually do? Annoy tức là kiểu làm phiền.
phiền. My I use my smile and go to Arthur here. Lay up Arthur place. I usually smile and go to move to Arthur place. Yeah, trả lời tiếp đi, trả lời tiếp nào, nghĩ tiếp ý nào, nói nhiều rồi nào. À, mới có hai câu à? sometimes I quiet and or sometimes I quiet or stay bed. Nói như vậy có nghe sao không? Hả? And say bad say words. Bad, bad say words. Bad words. Yeah. Bad words. Yeah. That all. Okay. Thì đầu tiên này mọi người hiểu từ từ annoy thế này là làm phiền. Thì mình có thể dùng cái từ khác, ví dụ từ bother. À từ bother. Bother. Bother sẽ cũng nghĩa là làm phiền. Đó. Bother. Thứ hai là anh Duân thì có thể dùng là ok mình không dùng là kiểu là I am quiet. Quiet tức là kiểu là yên lặng đúng không? Đấy, yên lặng ấy thường là dùng cho cũng có thể dùng là mình để kiểu thì mình tả một cái gì đấy. Nhưng mà ở đây người ta nói là hành động của mình là gì mình nên dùng là keep silent. À, giữ im lặng đúng không? Keep silent. Rồi ví dụ anh nói về tell bad say bad words thì sometimes I'm so tired and if something annoys me I will give some bad words. No. Some bad words. Give them some bad words or I will tell them some bad words. Okay. Phượng à. Yeah. So which is more annoying, being caught in the rain without an umbrella or finding out you don't have enough money to pay for something you really need? Anh dịch đi em không hiểu câu này. Cái gì bạn thấy phiền phức hơn? À, lựa chọn tức là cái đây câu hỏi lựa chọn. À. Tức là being caught in the rain without an umbrella, tức là kiểu bị mắc kẹt dưới mưa ấy, mà không có mũ, mà không có ô. Đấy. Hay là finding out you don't have enough money to pay for something you really need, tức là không có đủ tiền và phát hiện ra rằng là bạn không có đủ tiền để mua cái bạn thực sự cần. I feel snap. You might know about fighting how you don't, I don't have enough money to pay for something to really need. Because it, and because when, sometimes I go under the rain. With our embarrassed, but tonight I have no idea. You know, em trả lời lại không nghĩ đâu. Em trả lời lại được không? I think
I think more. I think I'm more. Finding out I don't enough and enough money to pay for something. Pay for something. I really is hard annoying. Because I'm trying to go under rent which are unbearable. Em đang định nói cái gì? Em không có cái gì để ông đầu luôn á. Có cái gì? Cái gì luôn á, trong đầu em chỉ nghĩ là mưa thì đi mưa thì em cũng đi vài lần rồi, có không? Đấy, em có thể nói thế. Unlike being caught in the rain without an umbrella, you can find some place to, how say, to stay in, to avoid rain. Okay. But if you don't have enough money, it's so you find very difficult to borrow from someone. Kiểu thế. And even when you can borrow from someone, you can borrow money from someone, after that you need to work very hard, harder and harder to pay for the amount. Two years ago, I went on the rent with umbrella and someone. I meet some people. He asked me, can I have him go with me? Can I share my umbrella with her? I say yes, and after that I ướt đi chỗ lò luôn. Bạn nó khô em ướt đi chỗ lò lên trường. Em không hiểu luôn. Ok. Thấy từ annoying mình có thể dùng là làm phiền hoặc là bị làm phiền hoặc là bị kiểu là cảm thấy tức giận. Đấy, bực tức một tí. Còn 3 câu nữa nhưng mà hết thời gian cho video rồi thì mình cũng stop ở đây luôn nhá. Dạ. Ai có 3 câu này mình hỏi nốt. Hỏi cái này. Dạ, những trai.